làng trong phố tập 11, Hiếu, Duy Hưng, xử tên yêu dâu xanh quấy rối vợ. Hoài, Trần Vân vừa bị trù dập lại bị một lãnh đạo ở xưởng quấy rối. Hiếu, Duy Hưng bèn hẹn tên sếp yêu dâu xanh ra cổng nhà máy để xử lý. Hoài, Trần Vân bức xúc vì bị một lãnh đạo ở xưởng may trù dập. Em không chấp nhận việc bị điều chuyển này. Rõ ràng là hắn ta trù dập em, Hoài nói. Hùng, Tiến Lộc khuyên Hoài nên tập trung làm việc. Những việc khác anh sẽ có trách nhiệm xử lý đến nơi đến chốn. Hiếu, Duy Hưng biết vợ bị quấy rối, bèn lấy cớ giao hàng để gặp tên sếp yêu dâu xanh ra cổng nhà máy. Quản đốc ngỡ Hiếu là người quen của Dành, Hiếu thẳng thắn tuyên bố là chồng của Hoài. Lệ, Hoàng Yến chuẩn bị quà sang thăm Hiếu và cảm ơn anh vì giúp đòi nợ. Lệ gặp Hoài ở cửa nhà, ra vẻ đon đả. Từ hôm xảy ra chuyện, tôi chưa kịp sang thăm Hiếu. Tôi có chút quà gửi Hiếu. Lệ bị Hoài mắng, chị bỏ kiểu thảo mai ấy đi. Tránh xa chồng tôi ra, tính chồng tôi thế nào tôi là người rõ nhất. Nhưng tôi không thích chị bén mảng đến gần chồng tôi. Lệ cố giải thích rằng cô và Hiếu không có gì khiến Hoài phải lo lắng, căng thẳng. Lệ cũng chính là người giới thiệu chỗ giao hàng cho Hiếu, nhưng công việc đổ bể. Giao hàng thuê không suôn sẻ, Hiếu được mến, Doãn Quốc Đam giới thiệu làm bảo vệ ca đêm tại một khu chung cư. Tình cờ đây cũng chính là chung cư mà Nhung, Phương Anh đang ở. Hiếu hào hứng với công việc mới, ở đây cũng có vẻ hợp với em anh ạ. Rộng rãi thoải mái lắm, Hiếu gọi về kể với mến. Lương cũng tạm ổn nhưng Hiếu chưa quen được vì buồn ngủ. Việc này khác việc mình thức trông cá ở quê, ví dụ ngủ quên cá vẫn bơi bình thường. Ở đây mà chợp mắt phát dễ mất ngay con xe, Hiếu tâm sự. Đúng lúc đang nói chuyện, Hiếu gặp Nhung đang nôn quậy dưới sảnh. Con gái con đứa, nóc vừa thôi. Nếu lại cứ đòi ra gió, Hiếu đứng cạnh Nhung nói. Thấy Nhung lảo đảo đứng dậy, Hiếu định đưa cô lên nhà.